Mời quý vị đến với bản tin thời tiết tối ngày 11 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, Quảng Ngãi ngày hôm nay trời nhiều mây và hửng nắng yếu, nhiệt độ dao động không quá 30 độ C. Riêng huyện đảo Lý Sơn và cả vùng biển Quảng Ngãi trong đêm nay khả năng sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Còn thời tiết Quảng Ngãi ngày mai ngày 12 tháng 3, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày mai trong đất liền trời vẫn duy trì nhiều mây và hửng nắng yếu. Đêm và sáng sớm có lúc mưa rào nhẹ, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 29 độ C. Với huyện đảo Lý Sơn và vùng biển Quảng Ngãi, dự báo đến khoảng gần trưa mai, gió sẽ giảm dần và trời có lúc nắng, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Sau đây dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ, lượng mưa không đáng kể, ngày có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ, lượng mưa không đáng kể, ngày có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ, lượng mưa không đáng kể, ngày có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ, lượng mưa không đáng kể, trời lạnh, ngày có lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Lý Sơn, nhiều mây, đêm có lúc mưa rào nhẹ, lượng mưa không đáng kể, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị và bà con, vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh đang vào mùa cá trích. Rạng sáng là lúc cá trích di chuyển theo từng đàn kiếm ăn, xuất hiện dày đặc nên bà con thường đánh bắt từ đêm về sáng. Sau một đêm đánh bắt, mỗi thuyền đều thu về được từ 2 đến 3 tạ, nhiều gấp đôi so với thời điểm không chính vụ. Bà con đánh bắt trong đêm nay cần lưu ý, ở phía nam của khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác, khiến tầm quan sát bị hạn chế dưới 10 km. Và để an toàn, bà con chú ý cho tàu di chuyển chậm, tăng cường quan sát để tránh đâm va. Lùi xuống các vùng biển ven bờ, trung bộ, từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, Kiên Giang. Trong đêm nay và ngày mai, trời cũng ít mưa, chủ đạo là nắng, gió cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Vùng biển xa bờ quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo tiếp tục nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió thổi đều cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét. Những ngày tới, thời tiết ít có sự thay đổi. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày 12 tháng 3, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khả năng sẽ có mưa rào rải rác, trời có lúc nắng. Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 3, khu vực này được dự báo nhiệt độ sẽ tăng trở lại, trời không mưa, ngày nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Lâm Đồng có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.